Người mệnh lớn phúc dày thường có 6 đặc điểm này. Quý vị thân mến, dưới góc nhìn của Phật giáo, số phận mỗi con người được hình thành từ nhân quả luân hồi. Người mang vận tốt hay xấu đều có dấu hiệu nhận biết riêng. Người có vận mệnh tốt sẽ sở hữu những điềm lành trên người. Điềm lành này không phải là thứ gì đó quá ghê gớm, huyền bí, mà được toát ra từ phong thái, tinh thần, thể chất. Cùng lắng nghe lời Phật dạy về đặc điểm của người mệnh tốt để xem bạn có vận tốt không thông qua 6 đặc điểm sau nhé. Thứ nhất, có xu hướng đối xử công bằng với tất cả mọi người. Phật luôn nhắc nhở, đối xử công bằng với tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, tôn giáo, giới tính, được xem là một giá trị đạo đức cốt lõi. Điều này cần được rèn luyện và duy trì thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, không được vì bất cứ lý do gì mà có cử chỉ, hành động bất công, thiếu tôn trọng người khác. Ai cũng có quyền được đối xử công bằng, được nhận tình yêu thương của mọi người. Những hành động phân biệt đối xử, dìm người này để nâng người kia lên, có thể biến một con người từ lương thiện trở thành xấu xa. Và ngược lại, khi ta đối xử công bằng sẽ giúp người khác tự tin, có động lực hơn. Đối xử công bằng được coi là một trong những điểm lành của người có vận tốt. Sở hữu điều này, con người luôn được yêu quý, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Vừa tạo ra điều tốt đẹp, vừa có thể thu hút phước lành về mình. Thứ hai, giàu lòng từ bi hỷ xả. Vận tốt của con người còn được thể hiện ở lòng từ bi hỷ xả. Biết đồng cảm, thấu hiểu với nỗi niềm của người khác, từ đó chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Những người sở hữu điềm lành này còn rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn và nhìn đời với cái nhìn khách quan. Đánh giá một sự vật, sự việc không chỉ dựa trên bản chất vấn đề mà còn nhìn nhận yếu tố ngoại cảnh để đưa ra cái nhìn công tâm nhất, đúng đắn nhất. Bên cạnh đó, cần phải kiềm chế bản thân, hài lòng với những điều mình đang có, chấp nhận những thứ đang nằm trong tầm tay chứ không mộng tưởng điều xa xôi, mơ hồ. Không vì ham muốn của bản thân mà bất chấp tất cả, làm tổn hại đến những người xung quanh. Một người biết từ hy hỷ xả không chỉ nhận được sự bình yên trong tâm hồn mà còn bước qua được những cám dỗ, nguy cơ xấu. Cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn rất nhiều khi biết hài lòng và biết yêu thương mọi người. Thứ ba, với bản thân thì khiêm tốn, với người khác thì tôn trọng. Càng khoe khoang điều gì thì càng sớm mất đi điều đó. Do vậy, ai cũng cần học cách khiêm tốn để giữ gìn phước báu của mình. Sự khiêm tốn giúp bản thân hiểu được mình là ai, giới hạn của bản thân ở đâu, từ đó không còn kiêu căng, ngạo mạn nữa. Luôn coi mình là một hạt cát nhỏ bé, cần được học hỏi và rèn luyện mỗi ngày để trưởng thành và giỏi giang hơn. Những người như vậy thường được kính nể và tôn trọng, được hỗ trợ để thành công trong cuộc sống. Với bản thân thì cần khiêm tốn, với người khác thì cần dành cho họ sự tôn trọng. Đây chính là điềm lành thường xuất hiện ở người có vận tốt, giúp họ nhận được nhiều may mắn, phúc khí. Ai cũng xứng đáng được nhận những lời chào hỏi tử tế, lời động viên thật tâm đến từ người khác. Sự tôn trọng là điều cốt lõi để duy trì mọi mối quan hệ và cũng là thước đo cho đạo đức con người. Tôn trọng người khác cũng là cách để nhận lại sự tôn trọng về mình. Đây là điều mà Phật rất khuyến khích và răn dạy con người làm theo. Thực hiện được lâu dài, bền bỉ, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến, coi trọng của người đời. Đi đâu làm gì cũng gặp được quý nhân giúp đỡ phù trợ. Thứ tư, có xu hướng thông minh sáng dạ. Người có trí tuệ hanh thông, nhanh nhẹn sẽ có thể nhanh chóng phân biệt được đúng sai, nhìn thấu cám dỗ để tránh xa, nhìn được cơ hội để tận dụng. Không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp được những người xung quanh. Trí thông minh giúp con người biết làm gì để đạt được mục đích, giúp bản thân hài lòng, hạnh phúc. Dù có ở thời đại nào đi chăng nữa, thì những người giỏi giang cũng được coi trọng và làm nên nhiều việc lớn. Sở hữu điểm lành này, con người luôn cảm thấy hài lòng với số phận của mình, gặt hái được nhiều thành công
thành tựu trong cuộc sống, trở thành chỗ dựa vững chãi, là niềm tự hào của người thân trong gia đình. Thứ năm, cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào. Còn gì sung sướng hơn khi có một cơ thể khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật. Đến một lúc nào đó, người ta không còn so sánh tài sản, tuổi tác mà sẽ so sánh sức khỏe để biết ai hạnh phúc hơn. Người có vận mệnh tốt sẽ sở hữu cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, làm được nhiều việc quan trọng nhờ vào thể chất của bản thân. Phật Pháp cũng tin rằng người có sức khỏe tốt thì mới có sức để tu tập giác ngộ. Càng tu tập tốt thì lại càng bình yên và hạnh phúc, biết yêu thương và nhận được nhiều yêu thương. Hãy ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày để xây dựng cho mình nền tảng thể chất vững chắc. Có sức khỏe thì muốn làm gì cũng được, còn khi ốm yếu thì chỉ thấy cuộc đời này đầy rẫy đau khổ u ám. Thứ sáu, có khí chất giàu sang, có tiềm lực kinh tế. Người có vận mệnh tốt còn thể hiện ở khí chất giàu sang và tiềm lực kinh tế vững vàng. Khi có đời sống vật chất đầy đủ, ta mới có thể nghĩ đến việc đi từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, làm đẹp cho đời. Phật luôn khuyến khích con người sử dụng tiền đúng cách, đúng mục đích, không vì vòng xoáy của đồng tiền mà trở thành người mưu mô, lươn lẹo, tham lam, đánh mất bản thân. Tiền bạc không phải mục đích của cuộc sống, mà chỉ là phương tiện giúp con người có được hạnh phúc, tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nếu cứ mãi nghĩ về gánh nặng cơm áo gạo tiền thì con người rất dễ bị sa ngã, làm những điều bất lương để kiếm tiền. Làm ăn chân chính, biết tiết kiệm, không ngừng học hỏi để gia tăng thu nhập. Đừng kiếm tiền phi pháp, bất chấp đúng sai, bởi những đồng tiền được tạo ra từ chính mồ hôi công sức của bản thân thì mới bền vững và đáng quý. Quý vị thân mến, có những lần bạn gặp một người ăn xin, nhưng tấm lòng của họ rất thảo thơm. Dù bản thân đang là một người rất khó khăn, nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ phần đồ ăn của mình đang có trên tay cho một người khác. Bạn sẽ tự hỏi tại sao họ tốt vậy vẫn khổ cực. Từ tốt mà chúng ta vẫn hiểu đang quá chung chung, vì cũng chính người làm việc tốt với bạn nhưng lại đã và đang đi hại người khác. Đức Phật đã chỉ ra những đặc điểm người mang mệnh hổ sau đây để bạn tự nhắc nhở bản thân và tìm cách phòng tránh. Thứ nhất, kẻ quên đi chữ hiếu. Nếu bạn đang rơi vào cảnh khổ, đừng chỉ dừng lại ở việc cố gắng kiếm tiền để thoát nghèo mà quên đi việc hiếu thuận với cha mẹ. Vì chắc chắn số tiền bạn kiếm được chẳng là bao, nếu may mắn cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống tạm bợ hiện tại. Ngoài làm việc, hãy dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ, vì chỉ có lòng hiếu thảo mới thực sự giúp bạn thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn trong tương lai. Thực tế là trong cuộc sống bộn bề nhiều lo toan thì có rất nhiều chúng ta phải làm, phải hoàn thành mỗi ngày, nhưng đừng vì thế mà quên đi cha mẹ vẫn đang ngóng chờ tin bạn. Dù một cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn thôi cũng đủ làm họ an lòng. Bạn nên biết đặt chế độ ưu tiên của mình ở đâu, và ưu tiên nhất vẫn luôn nên là bố mẹ mình bạn nhé. Người sinh ra và nuôi dưỡng bạn nên là người có công lao vô cùng lớn lao. Vì thế khi bạn làm họ vui, hạnh phúc thì phúc đức của bạn càng tăng trưởng nhanh chóng. Vì thế, thay vì cố gắng tìm vận may ở nơi nào xa xôi, thì hãy hiếu kính cha mẹ. Khi làm được việc tốt ấy, bản thân sẽ cảm thấy an lòng, tĩnh tâm, trở nên sáng suốt hơn. Công việc nhờ thế mà êm xuôi, sự nghiệp cứ thế mà tịnh tiến. Thứ hai, kẻ hay oán giận. Có những người đeo đầy vàng, ngọc, kim cương, nhưng tại sao họ vẫn thầm thấy khổ sở với cuộc sống hiện tại? Họ chưa bao giờ có được giấc ngủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc khó yên. Thật ra, mệnh khổ của họ nằm ở trong tâm, nhưng họ đâu biết. Lời Phật dạy về hận thù cho chúng ta biết rằng, sự oán hận chỉ khiến ta mãi chìm đắm trong nỗi khổ, không bao giờ chấm dứt được. Khi không buông bỏ được nó, thì tâm oán thù đó vẫn cứ đeo đẳng ta từ kiếp này tới kiếp khác. Lòng oán hận cứ như thuốc độc đang âm thầm giết dần giết mòn tâm trí họ và làm họ tổn hại âm đức.
Đức Phật đã căn dặn rằng một lần oán hận có thể hủy hết cả công đức mà bạn đã tích góp trong nhiều kiếp. Thực tế, đã có người anh vì tức giận việc người em mượn mình số tiền lớn mà không chịu trả, khó chịu vì em vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nuôi hận đã lâu, người anh chờ cơ hội ra tay giết hại gần hết gia đình người em. Thế mới thấy rằng oán giận là nguồn gốc của tất cả tội ác. Do đó, đừng xem nhẹ sự oán hận dù nhỏ thế nào đang bắt đầu dấy lên trong lòng mình. Nó chính là cội nguồn của cuộc sống khổ cực, khó khăn của bạn trong tương lai. Nếu bản thân nhận ra mình đang mang mệnh khổ chỉ vì lòng hận thù, thì hãy quay trở về cội nguồn, gốc rễ vấn đề. Đôi khi đó không chỉ là tiền bạc mà còn là ở tâm linh. Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù, sống từ bi, hỷ xả để tâm được an vui, rồi may mắn sẽ ghé thăm cuộc sống của bạn. Khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế để đừng nói ra những lời nặng nề, gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, hít thở vài hơi sâu, tự trấn tĩnh rồi dịu xuống, tìm cách hóa giải nó trong tâm trí của mình. Thứ ba, kẻ sống vô ơn. Thực tế là những người mang mệnh khổ hay phàn nàn mọi thứ, đổ lỗi và chỉ trích như thể bản thân là người rất tốt. Chỉ có mọi người sống lỗi với họ vậy. Họ tỏ ra mẫu mực, còn người khác sai trái, rằng ông trời bất công, không ghi nhận sự nỗ lực của họ. Họ quên đi rằng cuộc sống hiện tại của họ đã may mắn hơn so với vô số những người ngoài kia. Bản thân vẫn có cơm để ăn, quần áo để mặc đã là quá may mắn rồi. Thế nhưng họ lại không nhận ra điều đó. Dường như họ không hề biết tới khái niệm lòng biết ơn để hiểu ra rằng họ đang hưởng rất nhiều ân huệ của những người xung quanh mình. Thiền sư Nhất Hạnh cũng dạy, còn biết ơn là còn hạnh phúc. Vì thế, hãy luôn học cách thức tỉnh, biết ơn mọi thứ mình đang có thay vì than phiền, trách móc vì những thứ mình chưa có. Thứ tư, kẻ hay sát sinh. Sát sinh với bất cứ lý do gì đều không tốt. Giết hại loài vật khác luôn là điều không nên, vì ai cũng ham sống sợ chết. Khi một người sát sinh, họ đã gieo rắc khổ đau cho người khác. Theo nhân quả thì chính kẻ đó cũng có thể có được một cuộc đời sung sướng an vui. Hay sát sinh thì ắt mệnh khổ đã là điều mà Đức Phật nhắc nhở chúng sinh từ bao lâu nay. Vì theo Phật giáo, trong tất cả tội nghiệp thì sát sinh là tội nặng nhất. Thế gian này là một chuỗi dài nhân duyên tương tàn, tương sát lẫn nhau. Nên với lòng từ bi vô hạn, Phật không cho người xuất gia giết hại dù chỉ trong tâm tưởng. Người tại gia thì hạn chế tối đa việc giết hại các loại vật cho đến khi nào giữ được trọn vẹn mới thôi. Thế nhưng, sự thật là trong cuộc sống thường nhất, rất nhiều người không để ý việc này, việc nọ. Họ thường chọn những công việc gây hại tới nhiều loài vật khác và cho rằng bản thân cần phải mưu sinh. Dường như họ đã có nghiệp, phải dính mắc vào đó nên không thể thoát ra được. Hơn nữa, họ cũng không đủ trí để nhận ra điểm sai của mình ở đâu cho tới khi tai họa ập đến. Vì thế, để đảm bảo tương lai không rơi vào hoàn cảnh khổ cực, thì ngay từ bây giờ bạn cũng cần lựa nghề nghiệp chân chính để không làm tổn hại cho người và vật. Thứ năm, kẻ hay đơm đặt chuyện thị phi. Một trong những đặc điểm người mang mệnh khổ mà ít ai ngờ tới đó là kẻ thích nói chuyện thị phi. Họ thích tìm niềm vui qua những câu chuyện mà bản thân thêu dệt, giết thời gian quý giá của mình bằng những buổi chuyện trò vô bổ. Họ vô tình làm khổ người khác, thậm chí đẩy người ta tới đường cùng chỉ bằng câu chuyện thiếu cơ sở của mình mà cứ tưởng bản thân là người trượng nghĩa, đứng về lẽ phải. Nhân quả rất công bằng, họ gieo đau khổ cho ai, họ sẽ nhận về tương ứng. Vì thế, bản thân những người này đang tự bước vào cõi khổ mà không hay. Hơn nữa, thời gian là vàng là bạc. Trong khi họ mải buôn chuyện thì những người chăm chỉ kiếm tiền ngoài kia đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày. Vì thế, đừng trách vì sao lại rơi vào cảnh khổ, nguyên nhân do chính họ mà thôi. Có thể thấy, dù bản thân mang những đặc điểm trên thì chính ta vẫn có thể tìm cách thay đổi.
chỉ cần làm ngược lại những đặc điểm này, ta sẽ không phải rơi vào cảnh khổ. Hãy ý thức rèn luyện bản thân từng ngày, từng giờ, vì chỉ có như thế mới giúp cho vận mệnh được thay đổi. Dần dần phước đức trí huệ tăng trưởng nhiều lên, và sẽ có ngày ta có được cuộc sống như mơ.